xin chào tất cả các bạn đến với kênh 1001 câu chuyện nha. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vẽ bức tranh cô gái cầm chiếc nón dễ thương như thế này ha, còn gọi là đồ tranh. Dụng cụ chúng ta cần đó là những cây bút chì đen nha, những cây bút chì thật là đen luôn, 5.000 đồng mua ở shop bếp chì đi, hoặc là thêm những cái lọ bút màu đó. Đây là bút chì màu nè, 12 màu 24.000, 18 màu là 36.000. Bạn nào muốn mua thì có thể gọi 0937899707 để mua ở shop BFGB nha. Ở shop BFGB cũng có bán luôn những cái giấy tô màu như thế này, nguyên một sắp dày như thế này là 20.000 đồng. Còn bây giờ thì chúng ta let's go. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ khuôn mặt của cô gái. Đây ha, vẽ một nét cong xuống như thế này, sau đó cong lên hình giống như là chữ V vậy đó các bạn. Rồi một cái lỗ tai tròn tròn hình chữ cờ ngược. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ phần tóc mái nè, những cái nét cong lên cong xuống, cong lên cong xuống, quẹo qua quẹo lại. Rồi bây giờ ụp lại nha, đó, và xuống lỗ tai luôn. Yeah, một nét nữa. Như vậy là xong phần tóc mái rồi. Bây giờ thì tới phần vẽ cái phần tóc ở phía trên như thế này nha. Đó, tóc cô gái xõa ra phía sau và nó bay ngang qua như thế này. Trời ơi, đẹp quá. Bây giờ thì ngang lỗ tai chúng ta sẽ vẽ phần mắt. Đây là đường phía dưới nè, ở phía trên cong qua và bên đây nhỏ hơn. Bên đây thì sẽ là to hơn nha. Đây các bạn để ý. Đó, con mắt bên đây chỉ bằng một nửa con mắt bên đây thôi. Ở chính giữa thì nó sẽ có là một cái chữ O. Hai cái vòng tròn. Một chữ O tròn nhỏ 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 ở bên trong. Bên đây cũng tương tự như vậy để làm cho cặp mắt nó lung linh. Và một cái đường nhỏ thôi ha, mình viền theo cái chữ cờ ở trên để tạo thành cái mí mắt sâu đẹp. Và ba cộng lông mi nha, 1, 2, 3. Ở phía dưới cũng vậy luôn, 1, 2, 3. Nhưng lông mi nó sẽ ngắn hơn nha các bạn. Ở bên này cũng vậy luôn. Rồi chân mày đã bị tóc che nhưng mà vẫn phải đánh dấu những cái chỗ nào mà tóc không che tới. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái sống mũi ở bên cái chỗ mà con mắt nó nhỏ hơn đó. Như thế này đơn giản đúng không? Sống mũi dọc dừa. Một cái miệng chím chím xinh xinh. Chỉ cần một nét ngang qua như thế này thôi. Đó, cô ấy đang buồn hay đang vui. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái cổ ở ngay cầm và ngay ở phổi lỗ tai đi ra. Đó, dài ra như thế này, xuống cánh tay luôn. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ là cái phần cánh tay luôn nha. Đó, ngay cái phần cái vai xuống. Đó, mình sẽ vẽ là một cái ngực éo vô một cái là thành cái eo, éo một cái là thành một cái eo. Rồi bên đây là cái tay là sẽ cầm dơ lên nha, dơ lên à, cầm chiếc nón đó các bạn nhớ không. Rồi tay này thì mình sẽ viền theo qua cái nét ở phía dưới, nó hơi mờ nhưng chúng ta sẽ cố gắng, còn không thấy thì chúng ta sẽ tự vẽ. Tuy nhiên trước đó thì mình sẽ vẽ cái dải áo dạt qua bên hông nè. Đó, nó cong cong như vậy, ở chính giữa nó sẽ có ba vòng tròn. Rồi bên đây thì mình sẽ vẽ là cái phần trên cúp ngực. Đó, cúp ngực nha. Rồi một bông hoa thật là to để trang trí ở bên đây. Đó, cái áo này nè ha, là phía trên nó phải dúng nha các bạn. Rồi nó quẹo qua bên đây, nó lệch như thế này, nó hơi rớt vai một chút xíu nha, rất là modern luôn. Wow, không ngờ nó đẹp như vậy. Rồi cái tay này thì mình vẽ xuống luôn đi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vẽ là cái tay ở phía trên. Đó, một cái đường cong qua. Đây, những cái ngón tay bút mang thon dài. Dài ơi là dài luôn như thế này. Đó, cẩn thận nha. Rồi mình sẽ vẽ là một cái hình elip. Sau đó thì nó sẽ có đường đi xuống như thế này, vạch ngang qua để tạo thành một cái đồ nón á. Và cái này nữa nè, cái đường cong cong, cái vành nón. Cái đồ nón, chị nói tầm bậy. Rồi đây là cái nơ nè, chú ý nha. Cái nơ nó sẽ cong và dài xuống. Wow, một cái nón này nó rất là dễ thương luôn. Và giống như là một tiểu thư vậy đó. Cái phần nơ nó thật là bay bổng đúng không mọi người. Đó, như thế này. Đó, có một cái nón như vậy rất là đẹp, xịn sò. Bây giờ thì là phần bàn tay đi xuống nha. Đó, phần bàn tay đi xuống như thế này, giống cái sẻn chưa. Sau đó mình sẽ phân những cái ngón tay ra nha. Đó, phân những cái ngón tay ra. Đeo hai cái vòng vô nữa chứ. Tiếp theo thì ở ngay cái phần chốt của cái tấm vải mình cũng sẽ vẽ một cái bông hoa, một bông hoa đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái eo ha, cái eo thì nó phải xòe ra váy mà. Đó, tiếp đến là xòe ra như thế này. Đó, bên đây tương tự cũng sẽ xòe ra, nhưng bên đây các bạn chú ý ha. Đây, giờ chú ý một bên cao một bên thấp này nè. Chúng ta sẽ vẽ một cái dải cà cong, cà cống, cà cống, cà cong. Rồi, cà cống, cà cong, cà cong, cà cống. Wow, cong, 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 cong. Vải nó cong tự do nha. Và những cái chỗ cong đó các bạn đánh đường thẳng lên để tạo cái độ giống như là cái vải đó, nó xếp đó các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ thêm những cái nét vải nữa. Đó, để cho nó uyển chuyển hơn nữa nha. Tức là nó có nhiều tầng vải chứ không phải là chỉ một tầng thôi. Đó, cái này nó ở trên ha, cũng là sạc 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 xuống. Thấy không, bây giờ nó đã nhìn giống những cái vải rồi đó. Cong thêm nữa nha. Đây, đó, cái nếp này là ở bên trong nè các bạn. Đó, nó cũng là nhiều cái giống như là cái phần nón ở trên vậy đó nha. Tổng cộng là 4 tấm vải đó bạn. Đó, 4 cái nhọn ở dưới là 4 tấm vải. Còn bây giờ bên đây thì đơn giản hơn nha, mình chỉ cần vẽ ngang qua nữa là đã thành cái váy rồi nè. Xong rồi, xong rồi, khá mừng quá. Bây giờ vẽ tóc thôi. Tóc dài bay trong gió, gió bay dễ sợ luôn.
Rồi nha, rồi tóc ngang eo thôi là vừa rồi, đừng có để dài quá nha các bạn. Đó, rồi tới đây, xuống. Bên đây nó sẽ cong ra một ít tóc nữa. Đó. Ta-da! Cho đeo hộp xoàn đồ vô nha. Đó, cho nó lộng lẫy hết sấy con mà bảy. Áo và nón có hình chấm bi. Chấm bi thì mình sẽ vẽ chấm bi tròn, tròn lớn, tròn nhỏ, khác nhau nha. Đó, đừng có đều. Đó, như vậy thì nhìn nó sẽ sinh động hơn, sống động hơn. Wow, 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 ta-da! Công nhận ai vẽ mà đẹp vậy ta. Thật ra là đồ đó các bạn. Còn bây giờ mình sẽ tô màu nè. Đó. Một màu đỏ đỏ. Một màu đỏ đỏ. Hát dở quá, xin lỗi nha. Xin lỗi người nghe. Một màu đỏ đỏ để tô cái nón màu đỏ. Nhớ chừa những cái chấm bi nhỏ, để chúng ta sẽ lấy màu xanh, màu mơ tô vô. Đó, xanh lá nha các bạn. Các bạn cũng có thể tô màu khác ha, chứ không nhất thiết là phải giống mình. Ví dụ như có thể tô màu xanh dương, màu vàng. Đó, nhưng mà bây giờ bữa nay thích xài màu xanh lá. Rồi mái tóc đỏ luôn. Đó, mái tóc đỏ luôn nha. Mình sẽ viền theo những cái nét đen á các bạn, để cho cái tóc của mình nhìn nó bay và nó có nét sợi á. Đó, thấy không? Đừng có mà tô đều màu hết nha. Mình sẽ tô theo cái nét như vậy, chỗ đậm, chỗ lạc. Và phải tô theo cái sớ, là tô theo cái nét sọc sọc như vậy á, theo cái đường cong của tóc. Chứ mình đừng có tô tầm một màu hết thì nó sẽ không đẹp nha. Đó, mình tô đều lên. Đầu tiên các bạn cứ tô màu hồng nhạt thôi. Đó, sau đó mình tô đậm lên là vừa. Rồi cái dải lụa màu xanh này ta sẽ tô màu xanh cho nó nổi bật lên nha các bạn. Đó, tại vì cái nơ ở phần nón á là màu xanh rồi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ dùng để tô cái phần dải lụa này là nó màu xanh luôn nha, cho nó cùng một cái thiết kế. Đó, thiết kế thời trang là nó phải đồng bộ như vậy đó các bạn nha. Nón là phải đi chung và phù hợp với lại váy, cho nên là ở trên màu xanh thì cái này dưới cũng sẽ là màu xanh. Đó là lý do mà chúng ta chọn và tô màu. Đó, rất là đẹp. Cũng có thể là làm dãy đỏ luôn, nhưng mà nó sẽ trùng với tóc, cho nên là mình sẽ làm màu xanh. Đó, cũng là tội chỗ đậm chỗ lợt luôn. Rồi ngay cái phần đây nè các bạn chú ý nè ha. Đó, ở ngay cái mép thì chúng ta là tô luôn màu xanh. Đó, những cái mép màu chấm bi á. Đó, chấm bi xanh nè. Đẹp không? Nhìn nó đã lung linh này đúng không? Đơn giản thôi, áo màu xanh chấm bi thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng đã đẹp rồi. Không cần phải quá nhiều màu nha các bạn. Đó, bây giờ thì áo thì mình có thể đính thêm là màu vàng. Có điều cái màu vàng này thì nó chưa có ưng ý lắm, nó chưa có được nổi bật, có do là cái màu đen nó tan ra đó các bạn. Rồi bây giờ cái áo này cũng sẽ là màu vàng nha. Đó, áo màu vàng luôn, màu vàng nhạt thôi, để nó tôn lên cái màu xanh. Chứ mà màu vàng đậm nữa, hai quả màu nó quýnh nhau, không biết màu nào nổi được màu nào ha. Cho nên là mình tô màu là phải có màu đậm, màu nhạt. Rồi đó, bây giờ mình muốn cho nó đậm hơn chút xíu cũng được. Đó, nhưng mà chủ yếu là để cho nó nổi màu xanh lên nha các bạn. Đó, chủ yếu là để nổi màu xanh lên. Và chú ý là ở trên á thì nó sẽ là đậm nha, vàng đậm, nhưng mà ở phía dưới nè, đó nó sẽ là trắng hơn như thế này. Rồi cái dòng vàng đi luôn. Xong rồi bây giờ mình sẽ quánh cái màu da. Màu da các bạn chỉ tô một bên thôi ha, một bên trái thôi, còn lại chúng ta không tô, chúng ta để trắng luôn, để cho nó tạo cái khối của cái tay á các bạn nha, nhìn nó tròn hơn. Đó ha, mình chỉ tô một bên thôi, còn một bên thì mình sẽ để trắng. Rồi sắp xong chưa nè? Xong rồi đó, dễ lắm, tới cái mặt nữa là xong rồi. Ha, màu da chúng ta tô rất là nhanh, bởi vì nó cũng nhạt và nó cũng đơn giản, với lại cũng ít ha, không có nhiều chỗ hở. Rồi tiếp đến thì mình sẽ lấy màu xanh lá để mình tô cho cặp mắt ngày hôm nay luôn nha, bởi vì mặc áo xanh lá nó ánh lên trên mắt cũng có màu xanh lá 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 lá. Rồi má hồng nha, là má hồng đè, má hồng hồng cho nó xinh xinh, biết nhìn ai mắc cỡ mà kéo nón ra chào mà mắc cỡ đỏ má luôn. Đó, kỳ này môi cam nha, không môi đỏ nha, môi cam. Rồi viền ở trên là chân mày, trên mắt cũng hơi cam. Đó, hay là bữa nay mình cho nó má hồng một chút xíu cam luôn. Đó, rồi. Đó, vẽ thêm cái miệng chút xíu nữa, vẽ một hồi nữa, không biết có thấy ghê luôn không đây. Cố gắng nhẹ nhàng thôi nha các bạn, còn không có thì mình sẽ lấy bút chì để mình đồ lại, không có gì hết. Bút chì, ấy lộn ra, hồi sai á thì mình lấy gom á, mình bôi đi chứ lộn, tự nhiên nó lấy bút chì đồ. Yeah, sắp xong rồi đó, đính thêm con mắt viên đen hơn nữa cho nó lung linh hơn. Như vậy là đã ok hơn rồi. Ba lan tan tan, la 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 la. Mình đi sinh nhật mình đẹp quá đi. Áo xanh tóc hồng, wow, đơn giản thôi nhưng mà đã rất là xuất sắc rồi. Các bạn có thấy đẹp không nào? Nếu cảm thấy thích thì nhớ bấm like, cũng như là đăng ký thành viên kênh Một Ngày Lấy Một Câu Chuyện. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau nha. Đó, nhìn cái dải lụa kìa, em thức tha màu áo xanh xanh.
Wow, dễ không nào? Rất là dễ đúng không? Sắp giấy màu 20.000 và màu thì cũng rất là rẻ nữa.